Phạm Băng Băng tích cực tẩy trắng, tìm đường quay lại showbiz nhưng vẫn bị ghẻ lạnh đến xót xa. Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền loạt ảnh ghi lại cảnh Phạm Băng Băng tới thăm các em bé tự kỷ ở Bệnh viện Nhi Thượng Hải. Xuất hiện trong trang phục đầm rộng tối màu, nữ thần họ Phạm đi giày thể thao và dùng khăn để cột tóc. Được biết ở lần thiện nguyện này, cô tặng cho những trẻ em mắc bệnh tại đây đồ dùng học tập. Không chỉ có vậy, Phạm Băng Băng còn xem tranh và giao lưu với các em nhỏ. Cô nở nụ cười rạng rỡ trong suốt quá trình thăm hỏi. Nhiều cư dân mạng cảm thấy nàng võ Mị Nương đang nỗ lực tẩy trắng sau scandal trốn thuế bằng việc tham gia hoạt động nhân đạo. Cô muốn hình ảnh của mình trở nên thân thiện hơn. Phải chăng Phạm Băng Băng đang kiếm đường quay lại showbiz? Tuy nhiên không ít người hâm mộ lại cho rằng Phạm Băng Băng vốn nổi tiếng với công tác thiện nguyện. Cô đã thành lập quỹ trái tim Ali và bỏ không biết bao công sức để giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh tim. Phải nói rằng Phạm Băng Băng luôn dành tình cảm đặc biệt và muốn các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được chữa bệnh cũng như cải thiện cuộc sống. Cách đây không lâu, Phạm Băng Băng tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khi xuất hiện ở sân bay nhưng thay vì tự mình xách hành lý thì nữ diễn viên Võ Mị Nương truyền kỳ lại để mẹ làm việc này. Có rất nhiều netizen bình luận gay gắt trước hành động này của Phạm Băng Băng, thậm chí còn chỉ trích cô là người con bất hiếu khi để mẹ đẩy xe hành lý còn bản thân vừa đi vừa tạo dáng. Tuy nhiên một bộ phận cư dân mạng khác lại cảm thấy Phạm Băng Băng không đáng bị chỉ trích là bất hiếu. Trước đó, Lương Diệc Phi cũng từng gây tranh cãi khi để mẹ xách hành lý và đồ đạc, còn nàng Tiểu Long nữ chẳng hề làm gì cả. Rất nhiều người sẽ cảm thấy đây là một hình ảnh không đẹp mắt nhưng có lẽ chính mẹ của Phạm Băng Băng hay mẹ của Lương Diệc Phi đều muốn chăm sóc con gái của mình. Bởi con dù lớn đến đâu thì bản năng của người mẹ vẫn là muốn che chở, chăm sóc con từ những điều nhỏ nhất. Từng là nữ diễn viên quyền lực nhất showbiz Hoa ngữ nhưng scandal trốn thuế đã khiến Phạm Băng Băng đánh mất tất cả và còn phải nhận lệnh phong sát không thể hoạt động trong làng giải trí được nữa. Nhưng thay vì rút lui khỏi showbiz, Phạm Băng Băng vẫn cố gắng từ từ trở lại bằng việc xuất hiện trên các tạp chí nước ngoài và làm khách mời trong các bộ phim điện ảnh. Tuy nhiên, từ nữ thần hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, Phạm Băng Băng giờ đây bị ghẻ lạnh đến khó tin khiến ai nấy không khỏi xót xa. Điển hình như loạt ảnh ở sân bay thời gian gần đây của Phạm Băng Băng. Dù đã bước sang tuổi 40 nhưng Phạm Băng Băng vẫn lựa chọn phong cách trẻ trung khá tính. Tuy nhiên, đáng tiếc là gương mặt sưng phù cùng lớp phấn dày cộp khiến nữ diễn viên nổi tiếng một thời không còn giữ được phong độ nhan sắc như trước đây nữa. Phạm Băng Băng vốn là một ngôi sao luôn rất chú trọng đến việc chăm sóc cho bản thân mình nhưng dù làm cách nào thì nàng mỹ nhân Võ Mị Nương truyền kỳ cũng không thể thắng được thời gian. Nhất là khi cô đã sắp bước sang ngưỡng tuổi trung niên. Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng xuất hiện ở sân bay nơi có đông người qua lại nhưng cô lại chẳng được ai ngó ngàng đến. Fan hâm mộ cũng không có mặt để chụp hình thần tượng nữa. Có thể thấy sau scandal đồng trời, hình ảnh và sự nghiệp của Phạm Băng Băng đều tụt dốc nhanh chóng. Nàng Kim Tỏa cũng trở thành cái gai trong mắt dư luận. Suốt 3 năm qua, Phạm Băng Băng luôn cố gắng để khôi phục lại hình ảnh thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện. Đáng tiếc là người đẹp sinh năm 1981 vẫn khó mà lấy lại được lòng tin của công chúng. Không chỉ vậy, scandal trốn thuế của Trịnh Sảng cũng đang gây xôn xao dư luận. Đây được cho là một đòn chí mạng khiến Phạm Băng Băng gần như không còn đường trở lại showbiz. Tuy Phạm Băng Băng đã chuyển hướng sang việc kinh doanh, có những hiệu mỹ phẩm và spa của riêng mình nhưng lợi nhuận thu về dường như không mấy khả quan. Mới đây, Phạm Băng Băng đã gây bất ngờ khi đăng bài giới thiệu về sách thiếu nhi trên trang Weibo cá nhân. Netizen cho rằng nữ hoàng showbiz một thời hiện đang rất thiếu tiền và phải chuyển sang bán hàng online. Trước đó, Phạm Băng Băng cũng từng quảng bá sản phẩm enzyme thực vật có chức năng giảm cân và nhận phải sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Được biết, CCTV từng lên tiếng khẳng định enzyme giảm cân vốn là một sản phẩm lừa đảo, không thể giúp khách hàng sau khi sử dụng có được vóc dáng thon gọn như mơ ước và thậm chí còn gây hại đối với sức khỏe. Việc nữ diễn viên 40 tuổi đi quảng bá cho một sản phẩm như vậy khiến cư dân mạng cho rằng cô đang cố lừa tiền của những fan hâm mộ không hiểu biết và kiếm tiền không từ bất cứ thủ đoạn nào cả. Không ai nghĩ một người từng tự xưng là đại gia như Phạm Băng Băng rồi cũng có lúc túng thiếu đến như vậy.